Về tình hình thời tiết, vào sáng hôm nay, Nam Bộ là khu vực nắng mạnh và có chỉ số tia cực tím cao nhất trên cả nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Châu Đốc, Cà Mau, Phú Quốc dự báo chỉ số tia UV vào trưa và đầu giờ chiều nay đều ở mức 9 và 10. Đây là mức rất cao trong thang cảnh báo ảnh hưởng tới sức khỏe của mọi người. Với ngưỡng này thì nếu tiếp xúc trực tiếp dưới nắng trong khoảng 25 phút mà không che chắn, da của chúng ta rất dễ bị cháy nắng. Mọi người vì vậy nên hạn chế các hoạt động ngoài trời trong khoảng 3 tiếng chiều nay khi mà trời nắng mạnh nhất. Dạ vâng, là chỉ số tia UV ở mức rất cao như thế này thì sẽ rất dễ gây hại cho sức khỏe của chúng ta, đặc biệt là cả làn da nữa. Vậy nên là quý vị khi mà chúng ta đi ra ngoài đường thì hãy nhớ là hãy bôi kem chống nắng đầy đủ. Đồng thời thì chúng ta hãy mặc thêm những quần áo dài tay với chất liệu chống nắng, có thể đội thêm mũ rộng vành và đeo kính râm để bảo vệ đôi mắt của chúng ta. Vâng, còn ở miền Bắc thì thời tiết cũng đang thuận lợi cho bà con nông dân chuẩn bị lấy nước đổ ải. Bắt đầu từ 0 giờ ngày mai ngày 18 tháng 12 cho đến 24 giờ ngày 21 tháng 2, các địa phương ở khu vực đồng bằng sông Hồng và Trung Du Bắc Bộ sẽ lấy nước đợt 2 để gieo cấy vụ đông xuân. Hiện tại thì một số hồ thủy điện ở miền Bắc cũng đang tăng xả nước xuống hạ du. Trong đợt 1 lấy nước ở Trung Du và đồng bằng Bắc Bộ thì tổng lượng nước đã xả là khoảng 1,89 tỷ mét khối nước. Còn theo Cục Thủy lợi thì đến thời điểm hiện tại, tổng diện tích gieo cấy lúa ở miền Bắc đã có nước là hơn 447.000 hectare, đạt khoảng là 91%.